chấn động, tiên tri tiết lộ cực chuẩn, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng, bước sang năm Ất Tỵ 2025, thoát khỏi tai ương, vượt qua vận hạn, đón vận may liên tiếp, đổi vận giàu sang, tiền vàng nhét, chật két. Hoan hỷ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng, đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý bạn, đã bao giờ bạn thấy bản thân không biết phải làm gì với cuộc đời này hay chưa? Bạn có lẽ đang thực sự bế tắc, bạn có thể đang cảm thấy thất vọng với cuộc sống, đau thương, đổ vỡ, khó khăn trùng trùng, thậm chí bật khóc giữa màn đêm. Bạn có thể đang bị mỉa mai trong ngày hôm nay, bị đối xử bất công, tệ bạc, đồng nghiệp vùi dập và không biết làm sao để bước tiếp. Nhưng bạn ơi, bạn yên tâm, những ngày tối tăm chắc chắn sẽ kết thúc và mở ra cho bạn một tương lai sáng lạn, tràn trề hy vọng, giàu sang phú quý, trời mưa dông rồi sẽ tan, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Sau cái màn đêm đen tối là ánh sáng của bình minh, không có gì kéo dài mãi mãi và mỗi một khoảnh khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới. Một năm mới sẽ mang lại cho bạn những cơ hội làm giàu mới và điều mà bạn cần làm lúc này là nắm bắt và thực hiện cơ hội đó mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025 để thúc đẩy công danh, sự nghiệp lên hương, tài lộc viên mãn. Vậy, chi tiết về vận trình cụ thể ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đặc trưng tính cách người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Kỷ Mùi hay còn được gọi là Thảo Giã Chi Dương, tức Dê Đồng Cỏ. Nam Kỷ Mùi thuộc cung Chấn Mộc, Đông Tứ Mệnh, năm sinh Dương Lịch, từ 28 tháng 1 năm 1979 đến 15 tháng 2 năm 1980. Mệnh Thiên Thượng Hỏa, Lửa Trên Trời, Khắc Xa Trung Kim, Con Nhà Xích Đế, Cô Quạnh, Xương Con Dê, Tướng Tinh Con Giái, được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Tương sinh, thổ, mộc, tương khắc, kim, thủy, thiên can, kỷ, tương hợp, giáp, tương hình, quý, ất, địa chi, mùi, tam hợp, hợi mão mùi, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Tuổi Kỷ Mùi là con giáp cầm tinh con dê, là một trong số 12 chi, con giáp thuộc chi thứ 8. Theo quan niệm của mọi người thì số 8 tượng trưng cho sự ổn định và phồn vinh. Trong đời có Phật Đại Như Lai hộ mệnh, Phật Ma Lợi Tử ban phúc, Quan Âm Bồ Tát ban cho trí tuệ, và Phật A-di-đà Như Lai hộ mệnh. Được biết đến là con giáp thiện lương, nhân hậu, vì vậy họ thường nhận được những điều may mắn và sự yêu quý từ mọi người. Trong cuộc đời, người này gặp rất nhiều may mắn, cũng được quý nhân phù trợ, nâng đỡ vượt qua mọi sự khó khăn. Tuổi Kỷ Mùi là người may mắn, khi sinh ra đã có một gia đình nền tảng vững vàng hậu thuẫn. Tuy vậy, Kỷ Mùi không dựa vào gia đình, mà nỗ lực vươn lên bằng năng lực của chính bản thân mình. Tuổi Kỷ Mùi cần những người bạn bè trung thành, có tính cách kiên định và đáng tin cậy, họ biết tận dụng thời gian và biết cách quan tâm chú ý đến người khác. Vào thuở nhỏ, công danh có nhiều triển vọng, sang đến thời trung vận trở đi thì công danh rất vững vàng, có thể đoạt được thắng lợi bất ngờ, sự nghiệp cũng được vững chắc từ tuổi 38. Từ đó về sau, bạn yên tâm sự nghiệp không bao giờ bị thăng trầm nữa, về vấn đề tiền bạc cũng như được tạo dễ dàng và bắt đầu hướng đến những điểm tốt vào số tuổi này trở đi. Tuổi Kỷ Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt nam giới tuổi này. Thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén, họ lanh lợi, hoạt bát, có thẩm mỹ cao, có năng khiếu về nghệ thuật, bề ngoài nho nhã, nhưng họ có đầu óc tư duy, suy nghĩ trầm tư, người này thích yên tĩnh, tâm hướng thiện, có niềm đam mê về tôn giáo. Ưu điểm của người nam giới tuổi Kỷ Mùi nằm ở chỗ, họ luôn suy nghĩ chu toàn và sắp xếp công việc ổn thỏa. Tinh thần cầu tiến giỏi xã giao, tính cách lại hiền hòa, nên họ được lòng nhiều người bạn bè khắp bốn phương. Tuy nhiên, thực sự thì tính cách người này khá hướng nội, hay suy nghĩ nhiều, bên trong và ngoài mạnh mẽ, nội tâm khá yếu mềm, người này đa sầu đa cảm, tinh tế nhạy cảm, chu đáo với những người xung quanh. Sự cẩn trọng của họ đem lại cho người khác cảm giác an toàn và có thể tin cậy được. Họ yêu thích công việc và luôn dồn hết tâm sức phấn đấu trong mục tiêu đã định. Tuy nhiên, do suy nghĩ quá nhiều nên người này thường ôm đồm vào mình nhiều việc, cũng phát triển theo nhiều lĩnh vực. Người tuổi Kỷ Mùi cả đời hiếu thuận với mẹ cha, kiên nhẫn tỉ mỉ, không ngại khó khăn, họ có phần mê tín, tin vào những chuyện mang màu sắc thần bí ma quỷ, có tinh thần ham học hỏi, dù chỉ một chi tiết cũng không bỏ qua. Nhược điểm của người tuổi Mùi
là hay do dự, thiếu quyết đoán, suy nghĩ chủ quan, có phần cố chấp, lại khá mềm yếu và nhút nhát. Mọi chuyện thích nghe theo ý trời, thuận theo tự nhiên, không thích những công việc bị gò bó áp đặt. Bản tính trời sinh của người này là thích được người khác chăm sóc, ưa nghe lời khen ngợi và rất mong muốn được bạn bè người thân khuyên bảo. Nhưng trên hết, Kỷ Mùi là người yêu gia đình. Đối với họ, gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Họ dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc và yêu thương những người thân trong gia đình. Những người này tuyệt đối không bao giờ có thái độ nóng nảy, tức giận để làm mất đi sự hòa hợp giữa mọi người trong gia đình. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi nam mạng được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Có điều, người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn, khiến cho tinh thần căng thẳng, nên học cách thả lỏng mình. Có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần, rồi quay lại cuộc sống bình thường. Về đường tình cảm, nam mệnh có đào hoa khá vượng, tình duyên hài hòa, có duyên với người khác phái. Có thể người này sẽ dễ có cảm tình với bạn hay đồng nghiệp, mối quan hệ qua ngày tháng tiếp xúc sẽ nảy sinh tình cảm. Xét tổng quan tử vi năm 2025, tuổi Kỷ Mùi, nam mạng. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng, tuổi Kỷ Mùi, theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Kỷ gặp Ất là tương khắc, chủ về mọi việc khó khăn, việc đều do chính bản thân mình quyết định. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút rõ rệt, bản mệnh cần duy trì thói quen ăn uống đúng giờ và đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo không sẽ rất hại cho sức khỏe, đau ốm liên miên, hao tổn tiền bạc vì chạy chữa bệnh tình. Xét về địa chi, Mùi gặp Tỵ, chủ về quan hệ bình hòa, năm này mọi công việc tuổi Mùi dự báo không có những đổi mới, mưu sự lớn nhỏ dựa vào chính mình, bản thân quyết định thành bại, chứ không phải yếu tố bên ngoài tác động. Trong năm nhiều cơ hội kiếm tiền, quan trọng là đương số chủ động thay đổi để nắm bắt hay không mà thôi. Xét về ngũ hành, Hỏa gặp Hỏa bình hòa, vận khí cát lành, thể chất hay tinh thần đều tốt, đương số có bệnh nhanh khỏi, cầu lộc được lộc, cầu tài đắc tài trong năm 2025. Gia đạo có chút bất ổn, chủ yếu do bản mệnh quá bận rộn với công việc mà không có thời gian cho người nhà, nếu sắp xếp được gia đạo lại sớm ấm êm trở lại. Tiểu kết, bước sang năm 2025, vận khí của nam mạng Kỷ Mùi được dự báo là sẽ có bước tiến triển khá lý tưởng, công việc thu về nhiều thành quả tích cực, kéo theo cả danh tiếng, tiền bạc đều rất dư giả. Bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người hỗ trợ, dù nắm giữ chức vụ nào thì bạn cũng sẽ đạt được mục tiêu mình đã đặt ra. Thể trạng có phần giảm sút, cần chú ý chăm sóc và điều dưỡng hợp lý thì tình trạng mới sớm có cải thiện. Thứ hai, xem tử vi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2025, tuổi Kỷ Mùi nam mạng, gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú là hung tinh trong cửu diệu niên hạn. Hạn Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ. Người gặp sao Thổ Tú, nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó khăn trốn quan trường. Sao Thổ Tú đến với tuổi nào thường thử thách lòng kiên trì, bản lĩnh của tuổi đó. Ban đầu công việc, các mối quan hệ xã hội có thể không thuận lợi như mong muốn, nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm thì vẫn sẽ gặt được những kết quả như ý. Về hôn nhân gia đình dễ xảy ra xung đột, gia đạo hay căng thẳng, bản mệnh mang nhiều tâm trạng, có nỗi buồn man mác, không có chủ định rõ ràng. Do vậy, cần nhất là bỏ bớt cái tôi của mình xuống, cùng chia sẻ với mọi người, mỗi người nhịn nhau thêm một chút thì trong nhà mới yên ấm. Theo tử vi, mỗi năm con người đều có sao chiếu mệnh, may rủi có thời, do vậy bạn cũng không cần quá lo lắng, 6 tháng cuối năm, mọi sự sẽ có khởi sắc. Đặc biệt, những người mệnh thổ lại càng không đáng lo ngại, trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chàng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon mút phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Vào năm Thổ Tú tinh chiếu cần đặc biệt chú ý cẩn trọng, tránh bị tiểu nhân gièm pha lợi dụng, trước khi làm phải đánh giá phân định rõ ràng, đừng tin người mù quáng mà thiệt thân. Sao này tác động xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, nếu mang tính đại sự,
nên tránh hai tháng này để đề phòng bất trắc. Mệnh chủ cũng nên theo dõi tình trạng cơ thể, tuyệt đối không cậy mạnh, phung phí sức khỏe, nên hạn chế xuất hành đi xa để tránh gặp nạn. Bên cạnh đó, người tuổi Sao Thổ Tú nên đề phòng trộm cắp, cướp giật, đời sống tình cảm cũng không quá suôn sẻ. Tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, một điều nhịn là chín điều lành, tránh cãi vã, tranh chấp không đáng có. Trong ngũ hành thì Sao Thổ Tú thuộc hành thổ, xét theo quan hệ tương sinh, tương khắc, hành thổ thì Thổ Tú tương sinh với hành hỏa và hành kim, tương khắc với hành mộc và hành thủy. Thổ Tú hợp màu đỏ, hồng, tím, cam, hành hỏa và màu trắng bạc, ánh kim, hành kim. Thổ Tú kỵ màu xanh lá cây, hành mộc và màu đen, xanh nước biển, hành thủy, dựa vào màu sắc hợp khắc với Sao Thổ Tú. Đương số nên chọn màu hợp mệnh nhằm kích thích vận khí may mắn, giúp công việc làm ăn trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn. Chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp và gắn kết hơn, do Thổ Tú là sao trung tính, gia chủ cần mạnh dạn trong việc kích vận khí, tận dụng cơ hội may mắn nếu có. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Kỷ Mùi theo niên hạn. Năm 2025, tuổi Kỷ Mùi nam mạng gặp hạn ngũ mộ. Nhắc đến hạn ngũ mộ và hạn của nó có câu thơ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Ngũ mộ là một trong số 8 hạn lưu niên chiếu mệnh. Đối với các lứa tuổi, hạn ngũ mộ là tiểu hạn được cho là rất xấu về đường kinh tế, tiền tài, sức khỏe của con người. Những người gặp hạn này thường gặp thua lỗ trong đầu tư, kinh doanh, cơ hội kiếm tiền giảm đi, rất khó có thể kiếm được nhiều hơn. Hơn nữa, kiếm tiền đã khó, giữ được tiền lại càng khó hơn vì nguy cơ phải chi tiêu, mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ họ về tài chính. Những vận hạn ngũ mộ thường gặp bị mất cắp, trộm cướp. Vào năm hạn ngũ mộ, khi ra ngoài nên hạn chế mang theo nhiều tiền cũng như đeo nhiều trang sức quý giá, bởi dễ gặp cướp giật, trộm cướp, nhẹ thì bị mất tiền tốn của, nặng thì có thể xây xô xát và gặp tai nạn thiệt thân. Thua lỗ trong kinh doanh và đầu tư. Hạn ngũ mộ chiếu mệnh khiến công việc trắc trở, kinh doanh thất bại, việc hợp tác làm ăn gặp nhiều vấn đề rắc rối, gây thiệt hại về tài sản, kinh tế, tài chính suy giảm, công ty làm ăn vỡ lở. Nếu không kịp thời giải quyết, có khả năng dẫn đến phá sản, thân bại danh liệt. Gặp hạn liên quan đến pháp luật. Vào năm này khi nhập hàng hóa dễ nhập phải hàng giả, hàng nhái, sản phẩm kém chất lượng, không có chứng từ và hóa đơn dễ xảy ra kiện cáo, khiến bản thân và công ty rơi vào vòng lao lý. Gặp kẻ gian hãm, hại lừa, lừa lọc. Hạn ngũ mộ khiến bản thân và gia đình dễ gặp những kẻ gian lừa lọc về tiền bạc, vật chất hay hãm hại gây tổn hại đến tài sản, thậm chí là thương vong. Tổn hại sức khỏe. Vào năm hạn ngũ mộ dễ gặp phải những vấn đề về sức khỏe, ốm đau, bệnh tật hay gặp những vấn đề rắc rối khiến bản thân phải đau đầu, suy nghĩ, gây suy sụp tinh thần, tâm trạng buồn bực và lo âu, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và thể chất. Cách giải hạn ngũ mộ như thế nào? Với những đặc điểm về hạn kể trên thì cách giải hạn ngũ mộ cũng không phải là điều dễ dàng. Mọi người nên tránh đầu tư làm ăn mạo hiểm, không mua đồ lậu, đồ gian, tiêu thụ hàng trốn thuế, tài sản trộm cắp. Ngoài ra, cách giải hạn ngũ mộ cũng đề cập đến việc cần đề phòng mất trộm, bị cướp giật, lừa đảo tiền bạc, hạn chế giao lưu, tiếp xúc với những đối tượng kinh doanh đa cấp, chạy trọt hối lộ, xin vào biên chế hay chạy chức, chạy quyền. Không nên tham gia các hoạt động bài bạc, làm ăn thu lợi phi pháp, bất chính. Ngoài ra, cũng cẩn thận, không nên cho những người không đáng tin tưởng ngủ nhờ, những hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, bảo hành, cũng không nên ham rẻ mà mua. Ngoài ra, bản mệnh trong năm gặp hạn nên chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cẩn thận, sống lương thiện, có ích cho xã hội, bởi cho đi là nhận lại. Chỉ cần luôn sống hiền lành, tử tế, không làm việc trái đạo đức, lương tâm con người thì cuộc sống ắt sẽ bình an và hạnh phúc. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi Kỷ Mùi, nam mạng. Năm 2025, tuổi Kỷ Mùi gặp vận niên, Thố Lộng Nguyệt, tức là mèo chơi trăng. Khi gặp vận niên này thì năm đó là năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh như ý nguyện, phải lòng mong chờ đợi bấy lâu. Về tình cảm, năm nay gia đình yên ấm, con ngoan ngoãn, chuyện tình yêu như ý nguyện, tinh thần phơi phới, tâm hồn nhiều mơ ước, là một năm ước thì được, muốn gì ắt sẽ tỏa. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025 tuổi Kỷ Mùi, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Kỷ Mùi cần tránh các năm tam tai là Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ Kỷ Mùi 1979
sẽ phạm đại kỵ tam tai năm thứ nhất. Hạn tam tai thường ảnh hưởng chủ yếu đến các vấn đề tài chính và công việc, ảnh hưởng ít hơn đến chuyện tình cảm và gia đình, mức độ thường tăng, giảm theo năm. Năm tam tai đầu tiên, không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn lớn, vì dễ thua lỗ, thất thoát tiền bạc. Kim lâu năm 2025. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ Kỷ Mùi 1979 là 47 tuổi, tuổi Mụ, sẽ không phạm kim lâu. Hoàng ốc năm 2025. Năm nay gia chủ tuổi Kỷ Mùi phạm tuổi Hoàng ốc, ngũ thọ tử. Phạm Hoàng ốc, ngũ thọ tử, có câu, ngũ tử ly thân phòng tử biệt, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Nếu vẫn muốn tiến hành, có thể tính đến phương án mượn tuổi xây nhà. Thái tuế năm 2025. Kỷ Mùi 1979, năm Ất Tỵ 2025, sẽ không phạm thái tuế. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Kỷ Mùi, nam mạng. So với tử vi tuổi Kỷ Mùi 2024, năm 2025 thêm vài phần cát lành, tuy nhiên chưa đến độ rực rỡ, Mùi gặp Tỵ ở tâm thế bình hòa, công việc làm ăn đều, ổn định với những ai làm công ăn lương. May mắn có thêm chính quan, chính ấn cát tinh hỗ trợ, nên cũng đạt được ít nhiều thành công hay sự thăng tiến, nhưng chưa có sự đột phá. Tiền bạc đủ tiêu pha, trang trải cuộc sống, chứ cũng không dư dôi quá nhiều. Kinh doanh, đầu tư, nếu chuyển hướng khác sẽ có lợi hơn. Năm có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh, nên tình duyên khá cát lành, nhưng lưu ý dấu hiệu phản tác dụng của đào hoa quá vượng, gia đạo có nhiều xáo trộn, chủ về mâu thuẫn tình cảm do kẻ xấu phá hoại. Sức khỏe cần lưu tâm nhiều hơn, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng dễ đau ốm và tiêu tốn không ít tiền bạc về phương diện này. Về phương diện công danh sự nghiệp, năm 2025 sẽ là năm bình ổn với những người làm công ăn lương, công việc không có quá nhiều biến động, thời điểm vận khí lên, đón nhận sự hỗ trợ của hai cát thần, chính ấn và chính quan, đương số có cơ hội khẳng định năng lực, dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng nhẹ về mức lương. Năm nay, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới, có thể quá trình khởi đầu. Bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, tài lộc khá vượng, tuy nhiên cần cẩn trọng trong hợp tác làm ăn, dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ, nhưng vẫn có điểm báo tiểu nhân rình rập, khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương kẻo hao tổn tiền của. Năm 2025 tương đối ổn định và suôn sẻ trong công việc cho bản mệnh tuổi Kỷ Mùi. Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng trong năm nay, công việc làm ăn của bản mệnh khá thuận lợi, cơ hội làm ăn ngày càng lớn mạnh. Tử vi dự báo tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam mạng, sẽ nhận được may mắn nhiều hơn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để có vị trí tốt hơn ở tại cơ quan. Nếu như trong năm này, có thay đổi nơi công tác hay xin việc thì bản mệnh cũng nhận được vào chỗ đang thiếu người, rất tốt. Đặc biệt, trong năm 2025, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho bản mệnh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Về phương diện tài lộc, tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979, nam mạng, trong năm 2025, về mặt tài lộc có nhiều dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm 2024. Với sự trợ giúp của các cát tinh may mắn, ví tiền của bản mệnh vẫn thu vào đều, cho dù đang làm một hay nhiều công việc. Trong đó, phương diện tài chính khả quan nhất là do sự nghiệp thăng tiến, người làm công ăn lương, văn phòng, viên chức, công việc gặp nhiều thuận lợi, có cơ hội được tăng lương, thăng chức trong năm nay. Nguồn sống và kinh tế của bản mệnh cũng được cải thiện rất nhiều. Cát thần chiếu mệnh mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn. Nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan đến đất đai, bất động sản, bản mệnh tha hồ hốt vàng, hốt bạc.
Tài lộc nam tuổi Kỷ Mùi cũng vượng hơn năm cũ, bản mệnh có kinh nghiệm quản lý tài chính khá phong phú và điều kiện môi trường làm ăn rất tốt. Nếu bản mệnh có thể tận dụng cơ hội làm ăn bằng tài ăn nói thì năm nay kiếm được rất nhiều tiền. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, kèm theo đó là thu nhập khá tốt, theo đó, bản mệnh có một năm tiêu tiền thoải mái, không phải đắn đo quá nhiều. Tuy nhiên, về mặt tài chính trong năm nay, bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, cho vay mượn khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm có vận niên, thổ lộng nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống sẽ tốt hơn. Bên cạnh những thuận lợi thì bản mệnh Kỷ Mùi cũng nên có kế hoạch và hướng đi phù hợp. Đầu tư thông minh sẽ giúp bạn vừa giữ được tiền mà còn hạn chế được rủi ro, tránh trường hợp làm tài vận bị suy kém. Về phương diện tình cảm, gia đạo, năm 2025, Bách Việt và Hàm Chỉ đều là những cát tinh chủ về đào hoa, sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Kỷ Mùi. Bản mệnh dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn. Chuyện tình cảm gia đạo cũng hài hòa, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2025 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau, đó chính là tính chất gắn kết mối quan hệ giữa hai người thêm bền chặt. Về phương diện sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi, nam mạng, lại không quá lạc quan trong năm này. Đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ, vì thế bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Ngoài ra, năm có hối khí ảnh hưởng, cần chú ý hơn tới sức khỏe người lớn tuổi trong nhà, nửa cuối năm có tin buồn tan chế. Hóa giải vận hạn phong thủy năm 2025 dành cho nam mạng Kỷ Mùi sinh năm 1979. Hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý. MUIC phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác dụng lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2025. Đối với hạn ngũ mộ, chủ yếu gây thiệt hại lớn về tiền bạc, nên ngoài những cách giải hạn ngũ mộ, đề phòng thiệt hại do nó gây ra, người ta cũng có những biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng nghiêm trọng nặng nề của nó. Thứ nhất, nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề, cờ bạc. Đây được coi là cách giải hạn ngũ mộ nói riêng, cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế, nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc, cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền, nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà, đề phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tổn. Thứ bốn, hiện tượng hao tốn tiền bạc, một phần do phong thủy nhà không tốt, đứng về góc độ lý khí, nếu tại vị trí hướng tinh không đắc, cách vượng hướng thì tiền bạc khó tụ, đặc biệt vào những năm lưu niên thái tuế, ngũ hoàng, nhị hát của năm bay đến, hướng cửa trước của căn nhà. Điều này cần sử dụng la kinh, đo đạc, nghiên cứu, phân tích và có biện pháp hóa giải đúng cách mới mang lại hiệu quả cao. Thứ năm, cần nghiên cứu kỹ hạn NAMN hạn THANGN trong lá số tử vi của mỗi cá nhân, tránh tình trạng mù quáng đầu tư, dẫn đến sai lầm. Thậm chí có thể xem thêm hàng tháng để có những biện pháp giảm nhẹ nguy cơ, hao tốn tiền bạc, của cải.
Vâng, thưa cô bác anh chị, tuổi Kỷ Mùi, chọn người hợp tuổi sông nhà đầu năm là nét đẹp truyền thống của người Việt để cầu may mắn trong năm mới. Người đến sông nhà được chọn là người hợp tuổi với gia chủ, nếu người đó sống đức độ, hiền lành thì càng mang nhiều phước khí. Gia chủ Kỷ Mùi khi chọn người sông nhà nên chọn các con giáp Dần, Tuất theo tam hợp, Dần, Ngọ, Tuất hoặc tuổi Mùi theo nhị hợp, Ngọ, Mùi. Ngoài ra, gia chủ mệnh hỏa nên chọn người đến sông nhà có mệnh mộc sẽ rất tốt. Xem tuổi sông nhà, sông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Kỷ Mùi. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để sông đất vào đầu năm mới. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Tỵ 1977, tốt, Tân Mão 2011, tốt, Đinh Hợi 2007, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Tân Dậu 1981, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Tân Mão 1951, tốt, Đinh Hợi 1947, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Đinh Dậu 2017, tốt. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Dần 1962, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Ất Sửu 1925, không tốt, Ất Sửu 1985, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt, Giáp Ngọ 1954, không tốt, Ất Mùi 1955, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Giáp Ngọ 2014, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng, trong năm 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Khi bước sang tháng 1 âm lịch năm 2025, chịu ảnh hưởng của Tết nên tuổi Kỷ Mùi tháng này tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Tuổi Kỷ Mùi được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống tương đối thoải mái. Tuy nhiên, đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt. Trong những ngày Tết, việc ăn nhậu với bản mệnh là khó tránh. Bạn cần chú ý ăn uống, đặc biệt là hạn chế rượu bia để đảm bảo các bệnh về đường ruột, hệ tiêu hóa, dạ dày không bị tái phát. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý khi đi ra ngoài, phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Bước sang tháng mới, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi có tài lộc và sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc. Tình trạng công việc của bản mệnh vẫn duy trì ở mức ổn định, nếu như bản mệnh đang xin việc thì có nhiều cơ hội việc làm trong tháng này. Được tam hợp trợ mệnh, về cơ bản tháng này có vận trình tương đối lạc quan, vì vậy bản mệnh Kỷ Mùi phải nỗ lực hơn mới có cơ hội nâng cao tài lộc. Trong tháng, bản mệnh nếu có ai đó vay mượn tiền bạc hay cho người lạ ngủ nhờ, vào nhà thì nên tìm cách từ chối khéo léo, cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Vận trình tình cảm của bản mệnh tuổi Kỷ Mùi không mấy lạc quan trong tháng 3 âm lịch này. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh, lại là tháng xung của tuổi bổn mạng cho nên, đối với tuổi Kỷ Mùi cẩn thận có kẻ thứ ba xen vào tình cảm của bản mệnh. Những cặp đã kết hôn có thể sẽ xảy ra một số xáo trộn trong tháng này. Tuy nhiên, bản mệnh chỉ cần làm việc chăm chỉ để vượt qua thời gian khủng hoảng này. Một khi bản mệnh biết đặt mình vào vị trí của người ấy và ngưng cằn nhằn, thì tình cảm mới ổn định được. Về phần sức khỏe, tháng này bản mệnh dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh thiên khốc cũng có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Tháng 4 âm lịch 2025
đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Trong tháng này với bản mệnh tuổi Kỷ Mùi cũng dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực khiến bản thân sa sút do năng lượng tiêu cực gây ra. Không chỉ vậy, dưới ảnh hưởng của các sao hung tinh, một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân khiến bản mệnh lo lắng và dễ bị bi quan bao trùm. Nếu không can thiệp thì có thể sẽ phát sinh chuyện thị phi. Vì vậy, khuyên những người Kỷ Mùi trong tháng này nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể. Gặp chuyện rắc rối thì nên tâm sự với mọi người xung quanh, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch, về phương diện công việc làm ăn của bản mệnh tuổi Kỷ Mùi đã đi vào ổn định, bản mệnh nên tập trung vào công việc nhiều hơn để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Tháng được cục diện ngũ hành ngọ mùi nhị hợp trợ mệnh, về tiền bạc có nhiều dấu hiệu khởi sắc, việc kinh doanh, buôn bán phát triển thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít, tài lộc tương đối tốt. Về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận ăn uống, dễ mắc bệnh cũ tái phát, đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn, họa huyết quang. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Sang tháng 6 âm lịch, tình cảm của những người tuổi Kỷ Mùi có điểm báo xấu, bị sao hung tinh đại hao, hoa cái xuất hiện trong vận trình, nên người tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp họa vào tháng này. Có những kẻ xấu khiến những bản mệnh đang tham gia vào ngành kinh doanh có thể gặp nạn trong tháng này. Sự tác động của cục diện mùi mùi tự hình, những trận đòn tâm lý và những lời thóa mạ ác ý từ đồng nghiệp đã khiến cả công việc và các mối quan hệ xã hội của bản mệnh đều sa sút. Lời khuyên cho tuổi Kỷ Mùi trong tháng này cần chú ý, không nên cho vay mượn về tiền bạc cũng không nên đầu tư một khoản tiền lớn vào một dự án nào đó mà mình chưa chắc chắn, tránh tự gây ra họa và những phiền phức không đáng có cho bản thân. Tử vi tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng cô hồn, vận trình có nhiều ảm đạm cho bản mệnh tuổi Kỷ Mùi. Sao thiên khốc soi chiếu, khiến bản mệnh có tính khí thất thường, đặc biệt là khi nói chuyện với nửa kia hoặc thành viên trong gia đình, bản mệnh nóng nảy, thiếu kiểm soát, thường xuyên cãi vã hoặc xung đột với các thành viên trong gia đình dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, dẫn đến không khí gia đình căng thẳng. Vì vậy, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi nên học cách kiềm chế tính khí và cảm xúc của mình, không nên thường xuyên trút năng lượng tiêu cực vào người thân, điều này rất bất lợi cho tài vận và tình cảm của gia đình. Tháng này vận khí suy giảm, công việc gặp nhiều trục trặc, tiểu nhân quý phá, tài lộc bấp bênh, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi cần chú ý hơn trong cách hành xử của mình với mọi người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp và cấp trên, để tránh gây thêm phiền phức gây cản trở công việc và con đường thăng tiến của bản thân. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi có được vận trình tương đối tốt, tháng trước đen đủi bao nhiêu thì tháng này lại sáng bấy nhiêu. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, bản mệnh có cơ hội để thúc đẩy tài lộc tăng mạnh. Tình hình thị trường tương đối tốt, đặc biệt là sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, có thể mang lại lợi nhuận cho nhiều bản mệnh đang đầu tư tài chính ở thời điểm này. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, thì việc kinh doanh, buôn bán cũng được thông thuận, hàng hóa tấp nập, buôn may bán đắt. Điều này giúp cho những người kinh doanh có cơ hội hốt vàng hốt bạc trong tháng. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp nể trọng, có được cơ hội tiếp cận với những dự án mới, mang lại cho bản mệnh nhiều tiềm năng về tài chính trong tương lai. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh tuổi Kỷ Mùi có được sự phát triển tương đối bình ổn. Bản mệnh tuổi Kỷ Mùi cần phải biết nắm bắt cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội của mình. Điều này thực sự rất hữu ích cho mạng lưới và công việc sự nghiệp của bản mệnh. Công việc của hầu hết các bản mệnh tuổi này đều tiến triển tương đối thuận lợi. Sự nghiệp của bản mệnh về cơ bản vẫn duy trì được trạng thái tiến triển ổn định. Về gia đình cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tài lộc trung bình, nếu như biết nắm bắt thời cơ vẫn thu về tài lộc tốt. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Vận trình tháng 10 âm lịch vẫn mang tới nhiều tin vui cho bản mệnh tuổi Kỷ Mùi, bản mệnh không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sao xấu, lại được sự hậu thuẫn của cục diện ngũ hành tam hợp trợ mệnh, nên về cơ bản bản mệnh có thể duy trì bản thân trong tâm thế tương đối ổn định.
Nam tuổi Kỷ Mùi trong tháng này, bản mệnh không cần lo lắng về cuộc sống, cơm áo gạo tiền và cũng có rất nhiều thời gian rảnh để làm những gì bản mệnh muốn. Phương diện tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực, người độc thân có thể gặp được một vài đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần khiêm tốn hơn nữa trong các mối quan hệ, không nên tự tâng bốc bản thân quá nhiều, nên dành nhiều thời gian để lắng nghe đối phương nhiều hơn. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Tháng này có nhiều ảnh hưởng tích cực từ cát tinh, người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Do có mối quan hệ làm ăn ngon ở thời điểm gần cuối năm, nên một số bản mệnh làm ăn buôn bán sẽ rất hanh thông trong tháng này, tài lộc tăng lên nhanh chóng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thì tháng này sẽ là tháng thu hoạch tài sản của bản mệnh và bản mệnh cũng sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn chung, với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng này, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, bản mệnh cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính và cổ phiếu. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2025 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, nên tháng này bản mệnh tuổi Kỷ Mùi chắc chắn sẽ bận rộn hơn những tháng trước. Bản mệnh cần giải quyết nhiều công việc, sự nghiệp, cuộc sống gặp nhiều áp lực. Bản mệnh tuổi Kỷ Mùi trong tháng này nên có kế hoạch cho công việc, biết sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện tốt khối lượng công việc cuối năm. Đây là thời điểm nước rút các dự án, cũng là lúc bản mệnh rất bận rộn. Nếu làm tốt công việc thì tiền lương, tiền thưởng của bản mệnh sẽ cho thu về thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, dù cuộc sống có bận rộn tới đâu đi chăng nữa, bản mệnh cũng nên quan tâm tới sức khỏe của mình. Sức khỏe là vốn quý. Đây là một điều cần thiết để hoàn thành được công việc trong thời điểm quan trọng này. Chuyện tình cảm tương đối tốt, khi các thành viên trong gia đình bắt đầu biết thông cảm và đặt mình vào vị trí của đối phương là dấu hiệu đáng mừng trong những ngày cuối cùng của năm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.